Xin chào tất cả các bạn, thì Apple vừa phát hành cái phiên bản iOS 16.6.1 hỗ trợ từ iPhone 8 trở lên. Thì qua video hôm nay chúng ta sẽ cùng xem ở cái phiên bản iOS 16.6.1 này thì sau khi chúng ta nâng cấp lên thiết bị của chúng ta nó sẽ như thế nào nhé. Đối với những cái bản cập nhật iOS thì trên mỗi máy nó lại khác nhau. Thì ở trong video hôm nay mình chỉ nói trên cái thiết bị của mình, đó chính là iPhone XS. Thì sau khi mà mình cập nhật iPhone XS lên cái phiên bản 16.6.1 thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cảm nhận của mình trong cái video hôm nay. Đầu tiên thì các bạn có thể xem là cái bản cập nhật này nó chỉ nặng khoảng tầm 169.1 MB thôi, nó rất là nhẹ. Vì vậy thì nó cũng không có mang lại nhiều những cái tính năng cho chúng ta nha. Thì các bạn có thể truy cập vào cái trang chủ của Apple đó, các bạn có thể xem là đây là những cái thành phần về cái iOS 16.6.1 Apple có ghi rõ ở đây nè. Thì chúng ta có thể là dịch nó qua tiếng Việt nha. Thì đây, cái chỗ này là Apple đã nói là xử lý một hình ảnh được tạo độc hại có thể dẫn đến việc thực thi mã tùy ý. Còn cái thứ hai là vấn đề tràn bộ nhớ đã được giải quyết. Thì có nghĩa là cái bản cập nhật này nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta là sửa những cái lỗi bảo mật quan trọng trên những dòng thiết bị iOS đó. Rồi, thì nó không mang lại tính năng gì mới thì mình sẽ qua đến cái phần tiếp theo nha. Thì mình sẽ nói đến cái phần là trải nghiệm sử dụng cũng như là vuốt kéo nè. Thì ở cái phiên bản 16.6 lúc trước đó thì mình trải nghiệm mình thấy nó cũng không khác so với phiên bản 16.6.1 này nha các bạn. Nó hoàn toàn không mang lại cho chúng ta một cái cảm giác giật lag gì cả, vẫn rất là mượt mà. Đây là mình nói trên thiết bị iPhone XS của mình nha. Rồi, thao tác vuốt kéo cũng như là đóng mở ứng dụng những cái animation rất là mượt và hoàn toàn không gặp vấn đề giật lag gì cả. Thì tiếp theo cái phần trải nghiệm sử dụng thì mình sẽ đi đến cái phần hiệu năng. Thì phần hiệu năng thì mình sẽ đo trên hai cái phần mềm, một là AnTuTu, hai là Geekbench. Thì mình sẽ cho các bạn xem lại cái điểm số lúc trước mình đo ở cái phiên bản 16.6 thì cái thiết bị iPhone XS của mình đạt khoảng tầm 475.000 điểm như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ mở lại vào AnTuTu cho các bạn xem. Thì cái điểm số mà mình đo ở cái phiên bản mới này nè, nó lên tới 579.000, nhưng mà đây là AnTuTu phiên bản 10 nha các bạn, thành ra là nó sẽ khác so với phiên bản lúc trước mình đánh giá ở cái phiên bản chính. Đó thì có thể là cái số điểm chênh lệch này là do cái AnTuTu thôi, chứ mình xài thì mình không thấy là cái phiên bản này nó mượt hơn nhiều. Nó cũng chỉ là giống như phiên bản 16.6 thôi, nhưng mà số điểm nó lại tăng lên tới 100.000 điểm như thế này. Các bạn có thể xem AnTuTu V10. Thì lúc trước mình cũng đánh giá một vài những cái phiên bản V10 trên những dòng thiết bị Android đó, thì nó tạo cho chúng ta một số điểm rất là tăng vọt. Thì đó là do cái AnTuTu nha. Còn cái trải nghiệm thì mình thấy nó cũng không có khác biệt nhiều. Thì tiếp theo mình sẽ mở cái phần mềm Geekbench cho các bạn xem. Thì Geekbench nó sẽ lưu lại lịch sử của những cái phần đánh giá trước nè, chúng ta có thể dễ dàng xem lại nè. Ở đây mình sẽ lưu cái phần đánh giá của cái phiên bản iOS 16.6 nè các bạn. Thì ở đây điểm đơn nhân là 4 con số 1 và điểm đa nhân là 2574 nè. Còn mình đánh giá ở cái phiên bản 16.6.1 thì điểm đơn nhân nó tăng lên một chút và đa nhân cũng tăng một chút. Thì đối với Geekbench nó ghi nhận một số điểm tăng nhưng mà không nhiều. Còn trên cái AnTuTu thì nó lại tăng tới 100.000 điểm. Nhưng mà lúc trước là phiên bản V9, còn hôm nay là V10. Thì có lẽ là do AnTuTu nó cập nhật, thành ra là nó làm tăng điểm số, chứ thực ra máy nó không mạnh lên đến như vậy. Tiếp theo phần hiệu năng thì chúng ta sẽ đến cái phần là pin cũng như là nhiệt độ sử dụng sau khi mà mình nâng cấp lên phiên bản 16.6.1. Thì sau khi mà mình vừa nâng cấp xong đó, mình sạc cho tới 100% và mình bắt đầu test AnTuTu. Thì các bạn có thể xem cái biểu đồ ở đây nè, là mình sử dụng từ hôm qua vào khoảng tầm 13 giờ hôm qua cho đến hôm nay là 9 giờ sáng. Là mình chỉ chủ yếu là mình test AnTuTu với mình xài những cái tác vụ nhẹ thôi, Facebook, Shopee hay là Safari gì đó. Thì nó trên màn hình nó khoảng tầm 1 giờ 5 phút, AnTuTu nó chiếm tới 46%. Vì mình test AnTuTu nó rút rất là nhiều pin nha các bạn. Thì bây giờ nó còn lại khoảng tầm 46% nè. Thì pin mình thấy á, so với phiên bản 16.6 lúc trước thì 16.6.1 này pin hơi yếu hơn một xíu nha các bạn. Nó không được bằng 16.6 lúc trước. Có lẽ là mình thấy nó hơi hao pin, có lẽ là do mình mới vừa cập nhật lên đó. Rồi mình đã test AnTuTu luôn, thành ra là mình thấy nó hao pin hơn với phiên bản lúc trước nhưng mà không nhiều. Còn đối với cái vấn đề nhiệt độ thì máy hoàn toàn mát nha các bạn. Chỉ khi mình test AnTuTu đó thì nó nóng lên, nhưng mà khi mà mình dừng lại thì rất nhanh chóng nó đã hạ về nhiệt độ bình thường và hoàn toàn không có tình trạng quá nhiệt xảy ra trong quá trình mình sử dụng nha. Vậy thì tổng kết lại ở cái phiên bản 16.6.1 này, chúng ta sẽ có gì? Chúng ta hoàn toàn không có tính năng nào mới nha, chỉ sửa một vài những lỗi quan trọng. Cái thứ hai là hiệu năng vuốt kéo cũng như là animation đóng mở ứng dụng hoàn toàn mượt mà, không có vấn đề gì. Cái thứ ba là hiệu năng ghi nhận trên hai cái phần mềm AnTuTu và Geekbench. AnTuTu thì tăng rất nhiều,
do cái phiên bản AnTuTu mình test nó khác nhau nên mình cũng không nói được cái vấn đề này là nó chính xác hay không, nhưng mà các bạn cũng có thể tham khảo cái số điểm trên máy của mình nè. iPhone XS ở cái phiên bản AnTuTu 10 nó lên tới 579.000, một số điểm mà trước giờ mình chưa từng đạt được đối với bất cứ phiên bản iOS nào. Cái thứ hai là phần mềm GarageBand cũng vẫn ghi nhận số điểm tăng, đơn nhân là 1.122 và đa nhân là gần 2.007, nó vẫn tăng hơn so với cái phiên bản 16.6 lúc trước, đây 1.001 và 2.574 cũng có tăng nhẹ. Riêng chỉ có phần pin là mình thấy nó sẽ không bằng cái phiên bản 16.6 lúc trước. Theo cá nhân mình thấy thì cái phiên bản 16.6.1 này rất là mượt mà và cũng rất đáng để chúng ta nâng cấp và sử dụng trên thiết bị của chúng ta nhé. Thì đây là cái quan điểm cá nhân, các bạn có thể tự cân nhắc và cập nhật thiết bị của các bạn lên phiên bản mới nhất này trải nghiệm và sử dụng nhé. Video này của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.